hôm nay là một tây tháng xa tháng tháng sáu, một tây tháng xa, hồi nãy giờ báo cáo một tây tháng năm không à. Một tây tháng sáu năm 2023, Phương Linh Mỹ Tho cùng với em Lê Nguyễn, đây hai đứa lên xã Mỹ Phước Tây. Đây là cảnh này trở lại, hôm hổm đi rồi cho rồi là mấy tháng trước á, nay thì trở lại để thăm. Chính cái hoàn cảnh anh này tên gì chính? Sang, hả? Tên Sang. Ở xã Mỹ Phước Tây ha. Ở xã Phú Cường. Xã Phú Cường, Mỹ Phước Tây. Hả? Nó Trần hay Nguyễn? Chị điện xe, chị biết có xe ở đây không? Chị điện giúp cho em đi, xe lịch đó chở không gì chổng. Rồi. Nè cho em vô chút xíu. Dạ, lấy cái bịch gạo 10 kg bỏ qua đây chị đi, nãy thì dạ, đâu rồi? Đây, Sang, đây là hoàn cảnh là không có vậy. Cái người này có vợ con gì không? Không vợ từ đó giờ luôn. Không có vợ con hả? Rồi có người thân không? Có chứ. À, hả? Người thân là chị gái gạo này. Có người thân nhưng mà không ở gần hả? Trời ơi, gì đâu mà ở đây nó rần rần với chị. Gió dữ vậy ta. Cầm chị cái coi. Ủa bên sao? Mà có cái cặp xe không bên sao? Đây, bữa nay Linh xin đại diện một tây tháng sáu. Đây là hoàn cảnh thứ 10. Linh đại diện hai em Thượng Hoàng trao cho anh Sang là 10 ký gạo với 200 ngàn. Linh cảm ơn Thượng Hoàng và cảm ơn những mạnh thường quân rất là nhiều. Ở đây nó cái hàng ở đây cái căn chòi này nó nằm cặp với mé sông đó Thượng Hoàng. Nó có một chút xíu đây nè, mấy mét đây. Chừng bề ngang chừng 2 mét, vào sâu chừng 3 mét hả? Đây. Rồi gió dữ vậy đó hả? Rồi, Linh cảm ơn rất là nhiều.